những câu nói truyền cảm hứng làm thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn cùng nghe và suy ngẫm nhé. Cuộc sống có hai nguyên tắc: 1. Không bao giờ từ bỏ. 2. Luôn luôn nhớ nguyên tắc 1. Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện nhưng lại không làm. Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn. Mỗi người đi qua đời ta đều dạy cho ta điều gì đó, một số bài học rất đau đớn, một số thì không, nhưng tất cả đều vô giá. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi, những điều tuyệt vời hơn sẽ đến với những người chịu bắt tay vào việc và làm bất cứ điều gì để làm chúng trở thành hiện thực. Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại. Khi quá khứ gọi tên, hãy cho nó vào hộp thư thoại, tin tôi đi, nó chẳng thể nói lên được điều gì mới cả. Tôi biết ơn những người đã nói không với tôi, bởi nhờ họ, tôi đã tự mình làm điều đó. Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại. Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn không hề cố gắng. Nỗi đau bạn cảm nhận hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh cho bạn trong tương lai. Mỗi thách thức sẽ đem lại cho bạn cơ hội để trưởng thành. Yêu những gì bạn có, cần những gì bạn muốn, chấp nhận những gì bạn nhận được, cho những gì bạn có thể. Hãy luôn nhớ rằng, những gì cho đi đều có thể nhận lại. Tự tin vào bản thân là phẩm chất hấp dẫn nhất mà một người có thể có. Làm sao mọi người có thể biết bạn tuyệt vời thế nào nếu chính bản thân bạn còn không thấy điều đó? Không một ai viết ra một kế hoạch khiến bản thân trở nên trắng tay, mập ú, lười biếng hay ngu ngốc. Đó chỉ là những gì xảy đến khi bạn không có một kế hoạch cho mình. Có ba thứ không thể lấy lại được trong cuộc sống: những lời đã nói ra, khoảnh khắc bỏ lỡ và thời gian đã trôi qua. Hãy cẩn thận. Hãy tránh xa bất cứ điều gì hay bất cứ ai lấy đi niềm vui của bạn, bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc. Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.